Everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game, 3 smarter tựa game đầu tiên của video này. Hãy cùng mình đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Chuyện này bây giờ một khoảng cách khá là xa đấy. Bấm từ góc 21 xem. Player 1, choose. Wow, sượt đầu rồi. Máy góc 19 vẫn đẹp hơn. Được đấy. Đối thủ xứng tầm đấy. Còn cơ hội không bạn ơi? Còn cơ hội không bạn ơi? Jim. Không có cơ hội nữa đâu. Fatality. Win. Player one, choose. Wow, mạnh quá nhỉ. Wow. Wow, mạnh thế nhỉ, bằng tốc 20 thôi. Sượt đầu luôn. Sao quá bạn. Headshot. One hit. Headshot. Oh. Finish him. Fatality. Player one, choose. Gray sound. Bullseye. Wow, sức màu luôn. Về đấy. Headshot. Đó, giờ ăn bánh mì headshot chưa? Headshot. Ăn bánh mì headshot đi. Finish him. Fatality. Bullseye.
Headshot. Headshot. Finish him. Đùa với ninja rùa. Epic win. Review tựa game Stick Wagon. Sẽ đi lấy chiếc cúp. Lấy như mấy. Còn chưa? Tấn công. Một đạo quân rất là khỏe đã đang tiến lên. Hung thủ hãy ở vị trí phía sau cùng với phù thủy dẫn đầu là những tên quái vật cầm trong mình chỉ rất khổng lồ. Sau đó là tiếp đến những vũ sĩ cầm lao, vũ sĩ cầm những thanh đao chiến đấu với đối thủ. Tấn công luôn đi.
xong rồi. Xem hàng đủ chưa? Để chuẩn bị phát lệnh tấn công nào các bạn. Tấn công! Wow. Oh my god. Ui. Ui dồi ôi, bao nhiêu cái chùy nó dã cho. Cái nhà chính này thì sao? Ui. Ui, khung cảnh thật hãi hùng các bạn. Tiếp theo đó là trận này. Đánh bốc với tôi. Kiếm à. Đây là búa của thần sấm thò đấy. Ôi 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 ôi. Sao thằng này lợi hại thế nhỉ? Không để cho nó tấn công mình đâu. Ôi, nó tấn công được mình rồi, bắn mình rồi. Bắn mưa như tên vậy. Ôi. Ngắm chi tiêu ném chuẩn đấy nhờ. Cầm dìu này cũng lợi hại. Cầm dìu với tôi này. Ý là sao? Ồ, thằng bóng bơi răng này cũng ghê đấy. Ủa. Đừng để nó ra làm chính xác. Ủa. Máu thật sự luôn. Những con boss level rất cao. Kiếm cái tôi rồi. Chiến thắng số trận đến 12 tháng trước là sẽ chiến thắng nha. Một trận nữa mình sẽ thắng. Bạn ơi. Tục review tựa game tiếp theo. Wow. Đến gần đấy là nó hút vũ khí của đối thủ. À khá đấy. À chiến này thấy cùng luôn. Xuống biển luôn. Uầy. À, xuống biển trước. Uầy, uầy. Chính bạn tạo ra cái thùng đó và nhấn chìm bạn nhá. Không ngờ mình giành chiến thắng nhanh thế đâu.
lỗi của bạn mà. Võ sĩ giác đấu, nó cầm cái rìu phát sáng. Ôi, hổ báo này. Mình né được rồi. Đi nó. Ôi, bạn ơi đừng để nó bắn nha. Cưa nó đi. Ôi trời, có chuối. Kill game. Sẽ review tựa game tiếp theo Zombie Tsunami. Tựa game rất là nổi tiếng. Let's go. Thank you.
tiếp tục review tựa game Stick Hero. Tựa game này để quay cái màn hình cho nó thẳng. Sẽ quay cái màn hình để cho nó thẳng và chơi thôi. Các bạn hãy cùng trải nghiệm Stick Hero với mình nha. Để cho cân một tí là mình sẽ chơi. Đây là một video review tổng hợp rất nhiều game. Level 37 thì đối với 33 trước. Xong đối với 38 đối với 70 75 cũng to quá nhiều. Cái rau dưa này tuổi gì cũng chuyện hề với ta. Tiếp tục review tựa game Monster nhỉ. Ôi. Ồ, game này bị lỗi rồi. Sẽ thay vào đó là một tựa game khác nha các bạn. Game nào đây? Đây. Cũng là Monster PvP. Oh, you have to
Tiếp theo, tựa game này thì cực kỳ buồn cười các bạn. Đây, mình hươu cao cổ mà mình có thể cho đầu báo vào này. Đầu hươu luôn. Làm quả đầu dê nữa cho nó chất. Mỗi tôi không di chuyển được. Ôi dễ đánh đạch. Húc 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 húc. Ôi dễ đánh đạch rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Thua. Mình rùa này. Đầu làm đầu gì đấy. Tấn công. Đầu cá mập đang là mạnh nhất này. Đầu cá mập. Cộng thêm với đầu thời gian này. Còn đôi chân ếch nhảy nữa thì sao? Sẽ này. Ách ổ, ách ổ, ách ổ. Wow, chiến thắng trong tích tắc. Yes. Vòng quay may mắn. Ui, cái gì đây? Wow, nhìn robot thế nhỉ? Ui, đầu khủng long vây cá mập đây. Không, vây cá mập không thể làm đầu khủng long. Chúng ta có đôi cánh thiên thần. Yeah. Thêm cái vây thì cho nó đẹp. Đấy. Chiến luôn. Đồng bay, đồng bay, đồng bay. Mạnh thật. Chưa qua nữa nào. Ghép đúng chân ếch nha. Mình sẽ tìm chân con ếch. Tiếp tục lên. Ếch ộp. Cũng là đầu khủng long mà. Nhưng bạn ơi, mình khỏe hơn. Khủng long ếch đây. Qua đầu của con ngựa. Sẽ review tựa game tiếp theo. Gian Quested. Super Sonic.
Đúng. Tiếp tục review Raspberry Playtime. Ôi bị nó bắt. Ôi. Sống luôn. Điều xem nào. Ô. Rồi. Ô, tôi thoát rồi. Video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nhé. Thank you, goodbye, see you again, hẹn gặp lại. Bye bye.